Nào quay. Bà ca mang con, nếu mà có đôi lời thì tất cả các con là đều con của bà, thì phải hết sức thương nhau và nâng đỡ với nhau, đoàn kết nhau để sống tình cuộc đời như thế này. Đời này thực tế là chen lấn, mình phải thương yêu lẫn nhau, dù bất luận một người con nào, con rơi con rớt con gì, được ba nhìn nhận đó là con của ba. Thì bây giờ trở lại với ba, có một miếng bánh ăn ngon thì ba yêu con phải tất cả con của ba. Hơn nữa con của dì Sáu cũng vậy, tao với ba giờ cộng lại là 12 đứa, thì không có một cái lời gì mà tự nhiên với nhau mà để chia cạnh như thế. Cái đó là điều mơ ước của tao từ lâu, hôm nay cũng là hiện thực, thấy chưa có cái gì mà thay đổi. Tại phần số của ba là trung kim, không phải ba muốn nhiều vợ nhiều đấy. Thì nói với tâm linh của mẹ con ngày hôm nay, cuộc đời ba trước sau như một, không bao giờ có cái gì thay đổi. Cần cái tình thương tương trợ với nhau mà tốt, giúp đỡ với nhau để sinh sống trên cái hành tinh này, phải 8 tỷ người gian lắng với nhau mà sống. Đây là lần duy nhất của bà hôm nay, bà thọ 70 tuổi, chưa được 70 tuổi, mới 66, nhưng mà gì đổi lên đổi xuống là cũng 70 tuổi. Bây giờ hiện nhà nước đã chứng nhận bà là bà 70 tuổi, thì hôm nay thì những lần tiên của bà thì các con gác ghi nhớ là đời là thế, đời là vậy, vậy vậy đó. Nhưng mà cuộc 65 năm cuộc đời, nhưng mà giả lại 70 mà bà vẫn còn khỏe. Vậy đây là một niềm vui nhất trong gia đình, hạnh phúc nhất trong gia đình. Thì bà có lời nói người gia. Từ 1 tuổi mở đời, mở mắt chào đời, khóc lên 2 tiếng khổ a khổ a, nhưng mà tại mà đã khổ là 70 năm. Nhà mình cũng được như thế. Mình vẫn sống chen lấn được. Trên hình trên này 7-8 tỷ người, mình cũng giờ chuyện lấn này. Còn anh em tuyệt đối là phải thương nhau, khác cảnh bên nhau mà thương nhau. Đó là niềm vui của mẹ con đã qua giảng, ông ngoại bà ngoại qua đời, ba còn sống đây. Thì ta làm được cái gì các con thấy cái nấy. Ba ví dụ như cha con mình chung đậu và đóng góp lại xây dựng một cái nhà mồ cung cấp, nhưng mà chưa có viên mãn, chưa có gì này, thì đó là một cái niềm mơ ước nhất